Vừa cập nhật ảnh chân dung cho số điện thoại thứ nhất cách đây vài tháng, nay bà Lan lại đến nhà mạng này để bổ sung ảnh cho số thứ hai của mình. Tôi thấy rất là rắc rối, phiền hà, mình phải chờ đợi, mất thời gian của mình. Mà tôi nghĩ là khi mình đã đăng ký về theo cái thông tin của mình á, thì có chứng minh cái này nọ thì mình đâu có cần phải chụp hình lần nữa. Còn ông chủ đại lý SIM này, cả năm nay ngoài việc bán SIM, phải làm thêm nhiệm vụ chụp ảnh thẻ cho khách. Ngày cao điểm có khi phải chụp, gửi mail, Zalo, Viber đến vài chục tấm ảnh cho nhà mạng, bộ nhớ điện thoại luôn trong tình trạng đầy. Do vậy, ông Vinh tỏ ra ủng hộ đề xuất bỏ quy định nộp ảnh chân dung. Nó đỡ một cái phần đó, chụp ảnh nó làm cho mình đỡ một công việc. Mình phải làm cho người ta cái SIM đó là người ta đứng chính chủ, người ta mới đồng ý mua, chứ còn người ta cũng không có thời gian để đi ra ngoài cửa hàng. Về phía nhà mạng, quy định này khiến doanh nghiệp đã phải bỏ không ít chi phí cho việc cập nhật ảnh chân dung cho hàng chục triệu thuê bao. Nếu đề xuất bỏ ảnh chân dung được thông qua, sẽ lược bớt được những công việc không cần thiết. Cái đội ngũ chăm sóc khách hàng tại các cái địa bàn có những lúc cao điểm phải làm cả ngày thứ bảy nhỉ. Thì khách hàng đến đông quá, những khách hàng cao tuổi thì chúng tôi cũng đã phải có những cái đội gọi là đội xung kích, tức là đi đến tận nơi khách hàng để mà cập nhật thông tin rồi chụp ảnh. Có tới 34 triệu thuê bao được các nhà mạng xác định là thông tin chưa đầy đủ từ đến hết tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, Bộ Thông tin Truyền thông khi đề xuất bỏ quy định này cho rằng việc chụp bổ sung ảnh thực sự không mang lại ý nghĩa trong công tác quản lý, đặc biệt là với các thuê bao trả sau. Động thái của Bộ được cho là phù hợp sau một thời gian tiếp thu ý kiến phản biện từ dư luận.